Hai, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì các anh chị các bạn biết là nếu mà các anh chị mở một cái tiệm photocopy ra thì nó phải có những cái dịch vụ in ấn đi kèm. Do đó khi mà mở một tiệm photo ra thì các anh chị phải biết thiết kế một số cái đơn giản, ví dụ như cạc visit, thư mời, bì thư, giấy khen. Thì đa số thì các anh chị và các bạn có thể là hỏi mình là nên học phần mềm nào. Thì đối với phần mềm hiện tại bây giờ là có rất là nhiều phần mềm mà chúng ta có thể thiết kế được. Thì trong đó có hai cái phần mềm, ba phần mềm nổi trội nhất, đó là phần mềm Photoshop, AI và Corel. Thì tuy nhiên á, nó có cái phần mềm nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm của nó hết. Tuy nhiên ở đây mình hay sử dụng phần mềm Corel để mình thiết kế, tại vì Photoshop á, là nó chuyên về ảnh, AI cũng là một cái phần mềm, nó cũng hãng Adobe luôn, nhưng mà nó giống như là nó chuyên về dạng đồ họa mà nó dạng là vector là nhiều hơn. Còn Corel tức là những cái dạng cũng dạng vector nhưng mà người ta chuyên về thiết kế cho cái mảng quảng cáo thì nhiều. Thì đối với mà thiết kế và màu sắc á, thì mình nói là AI thì cái màu rất là chuẩn, nếu là rất là chuẩn. Nếu mà các bạn nào biết thiết kế cho AI thì nói chung là in ra tương đối, nói chung màu tương đối là nó chuẩn hơn bên phần Corel. Tuy nhiên trong quá trình in ấn thì có thể là các bạn đang in ghép thì có thể là cái chất lượng của nó sẽ không có được 100%, tại vì mình nó đang là in ghép. Thì khi các bạn in ghép thì đa số nhà in đều họ nói cho mình nên là có thể là khoảng là 90 thôi, cho thật ra nó không được 100%. Lý do là mình phải in ghép, mình phải phụ thuộc vào màu của những cái đơn hàng ở trong cái bản đó. Rồi quay trở lại với cái phần mềm Corel. Tại sao cái phần mềm Corel thì theo mình đánh giá, phần mềm Corel là một trong những phần mềm rất là dễ sử dụng. Nếu các anh chị nào mới chưa có biết, lần đầu tiên tiếp xúc với Corel thì có thể là trong vòng một tháng thì các anh chị có thể là đã nắm được cái căn bản rồi, và có thể thiết kế được một số cái. Nếu các anh chị nào mà nhạy thì có thể thiết kế một số cái mình nghĩ nó cũng phục vụ tốt công việc của mình, như ví dụ như các cái rất đơn giản, thư mời, giấy khen. Thì hiện tại bây giờ nói chung là các anh chị em ví dụ giống như mình mà đang sử dụng mở ra dịch vụ thiết kế in ấn ấy, thì nói chung rất là tiện, tại vì trên mạng có rất là nhiều anh chị hoặc là những cái trang diễn đàn người ta đã thiết kế sẵn và người ta đã xây lên rồi. Thì có thể các anh chị là lên cái trang công nghệ thông tin Quảng Ninh ấy, cái trang diễn đàn đó, thì họ chia sẻ rất là nhiều những cái mẫu vector là phông bạc, giấy khen, giấy mời rất là nhiều. Thì chúng ta có thể lên đó, chúng ta đào về, chúng ta sử dụng, thì họ cho sao sử dụng free. Thì để vậy để chi, để làm mục đích là cho mình làm mình cái công việc của mình nó nhanh, mình không phải ngồi phải vẽ từng vector rồi mình phải thiết kế này kia nữa. Thì hôm nay là cũng rất là tiện, cái trang diễn đàn công nghệ thông tin đã chia sẻ rất là nhiều. Còn tại sao mình hay sử dụng phần mềm Corel, thì phần mềm Corel nó có một cái mà mình rất là ưng ý, đó là cái trộn thư. Thì cái trộn thư này chúng ta áp dụng vào khi mà số lượng mình in cái bằng khen, giấy khen hoặc in một số giấy tờ nào đó mà nó có vừa tên, tuổi, địa chỉ đồ vào thì mình có thể trộn thư. Và cái trộn thư này thì tất cả các bạn cũng có thể là đang nghĩ tới là chúng ta có thể là trộn thư ở trên Word. Tuy nhiên ở trên Word nó có một số cái, thứ nhất là cái thao tác nó rất là chậm. Thứ hai nữa là mình khó quản lý file. Khó quản lý file sao? Tại vì khi mà trên Word các anh chị trộn thì các anh chị vẫn giữ ở một cái trang đó, với một cái dạng định dạng đó mà các anh chị trộn. Thì khi các anh chị trộn qua thì các anh chị khó kiểm soát được là có một số, ví dụ mình ví dụ là khi mà in giấy khen thì sẽ có cái tên ngắn, tên dài. Thì khi mà các anh chị làm không kỹ hoặc là các anh chị kẻ khung nó ngắn hơn cái tên, thì khi mà in ra nó sẽ bị mất tên. Và cái trường hợp đó mình đã bị qua rồi, là do trong quá trình đó, ví dụ như cái tên dài, tên ngắn, ví dụ như tên 5 chữ, tên 3 chữ nó sẽ khác. Do đó là trong Word rất là khó mà để xử lý. Và mình hay sử dụng Corel để mình xử lý in giấy khen, và mình thấy rất là ưng ý từ lúc mà biết sử dụng phần mềm Corel đó bây giờ. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là mình đang sử dụng phần mềm Corel để mình làm giấy khen nó tiện như thế nào nha. Rồi thì đây là các anh chị thấy là đây là mình đã xử lý cái danh sách in giấy khen gồm có 92 em. Mình đang xử lý giấy khen như thế này. Thì ở giấy khen này á, mình đang làm trên
Đa số mà nếu mà các bạn sử dụng ở nếu mà trộn thư trên Corel thì các bạn mình khuyên các bạn nếu mà xử lý cái danh sách đó, thì mình phải xử lý trên cái file Excel cho nó tiện hơn. Thì ở đây mình sẽ chia làm hai cột, ở đây một nửa tức là 92 học sinh thì mình chia là một nửa, mục đích đang chi thì chập nửa mình sẽ qua Corel mình sẽ nói ha. Đây mình chia ra thì trên đây nè, ở trên đây thì nó sẽ có thứ nhất cái gì, tên lớp, còn cái danh hiệu khen á, thì nó mình đã có một cái sẵn một câu câu sẵn rồi thì mình không cần phải điền vô đây thêm nữa, mình chỉ điền những cái nội dung quan trọng thôi ha. Thì đây số thứ tự mục đích đang chi, số thứ tự mục đích là để khi mà trong quá trình mình in á, nếu mà trong cái máy in nó bị cái trục trặc gì á thì mình sẽ biết được cái số của cái tên này nó nằm ở chỗ nào, thì nên do đó mình sẽ đánh số này để mình theo dõi trên quá trình in á, thì mình để cho mình truy tìm ở trên cái file cho nó dễ ha. Rồi sau khi mình xử lý file xong thì mình vào trong Corel, thì khi mà bật trên file Corel xong á thì ở đây nó có một cái đây là cái file mẫu. Hồi nãy mình muốn chia hai cột, thứ nhất là file giấy khen này là cái giấy khen A5, thì mình các bạn cũng có thể là các bạn cắt đôi cái tờ giấy ra, cắt đôi tờ giấy ra để các bạn in A5 cũng được. Tuy nhiên là đây mình muốn in A4 sau đó mình mới cắt, thì do đó mình sẽ chia thành hai cột như thế này. Đây. Mình sẽ chia thành hai cột như thế này. Ha. Thì cái cột thứ nhất cái nè. Cái cột thứ nhất bên đây, bên cái danh sách này, từ số 1 đến số 46, tức là nó sẽ nằm ở phần mình sẽ cho nó trộn thư ở phần trên, và phần thứ hai thì nó sẽ là phần dưới ha. Sau khi mà trộn thư rồi thì nếu các anh chị nào chưa biết cách trộn thư trên Corel thì các anh chị có thể vào trong cái trang Pado Official trên cái mục trên cái danh sách phát là chia sẻ kinh nghiệm photo in ấn, thì nó đã có một cái video chia sẻ rất là kỹ về cái trộn thư trên Corel này. Thì đối với trên Corel á, thì theo người được biết á, thì bắt đầu từ Corel 13 thì bắt đầu trở về sau thì mới có được cái cách trộn thư này nha. Còn như Corel 12 trở về trước thì nó sẽ không có, nên nếu bạn nào đang sử dụng Corel 12 thì tốt nhất các anh chị nên chuyển lên Corel trên mà chúng ta xài, thì có thể 13 hoặc là 17. Thì sau khi mà chúng ta trộn thư xong thì chúng ta sẽ cho ra một cái danh sách này, một danh sách như thế này. Thì đây, thứ nhất là khi đối với trên Corel thì các anh chị sẽ kiểm soát được là thứ nhất là tên nè ha. Sau khi các anh chị ra một loạt bên đây nè, các anh chị sẽ thấy bên đây là nó có 46 tờ, tức là tương đương với 92 tờ của A5. Thì ở đây mình sẽ kiểm soát được, thứ nhất là kiểm soát cái gì, thứ hai thứ nhất là kiểm soát được cái tên ha. Khi mà cái tên ra nó đã chuẩn chưa nè, chúng ta sẽ kiểm soát được là trên tổng thể giấy khen nè. Cái thứ hai nữa là đối với những cái tên dài, đối với những cái tên dài đây, nếu ví dụ này đây là cái tên ngắn ha, còn khi mà nó sẽ qua một số cái tên dài thì nó sẽ lọt ra ở đây. Ví dụ như lọt ra ở đây thì chúng ta có thể là chỉnh lại một chút, thì ở trên Corel nó sẽ cho phép chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như đây các bạn sẽ thấy từ đây đến qua đây thì cái tờ giấy khen nó sẽ mất cân đối đúng không, nó mất cân đối. Nếu các anh chị trên Word thì các anh chị sẽ không có nhận ra được, còn đối với trên đây thì các anh chị sẽ thấy nó bị mất cân đối, tức là bên lề bên đây nè. Nó sẽ nhỏ hơn lề bên đây, do đó nếu mà các anh chị muốn cho nó cân thì các anh chị giữ này nè, các anh chị bấm chữ C thì giữa đây, thì khi đó chúng ta đã kiểm soát được cái in giấy khen nó sẽ cân đều được hai bên ha. Thì cho ra cái tờ giấy khen của ta in ra rất là đẹp, rất là đẹp. Thứ nhất đó, các anh chị thấy có thể là các anh chị kiểm soát được nếu các anh chị thấy gì các anh chị chỉnh lại kiểm soát, thì cho ra cái tờ giấy khen rất là đẹp đúng không? Đó là cái cách mà mình rất là ưng ý trên cái phần mềm Corel, nên do đó tất cả các anh chị mà làm mở tiệm photo ra thì mình luôn khuyên các anh chị là nên phải học phần mềm Corel. Nếu mà các anh chị nào mà đã học bên Photoshop rồi, đã biết phần mềm thiết kế rồi, thì mình nghĩ thì học Corel cũng rất là nhanh thôi. Đây đây là phần mềm Corel, các anh chị thấy không, rất là đơn giản, chỉ một số thao tác thôi là mình đã in được cái giấy khen rồi, mình đã làm ra được một số cái file giấy khen như thế này, và sau đó mình kiểm soát cái file rồi mình bỏ mình in nữa ha. Các anh chị thấy đó là một cái mình thấy rất là tiện lợi. Nếu các anh chị nào mà chưa biết về phần mềm Corel hoặc là các anh chị đạp tò thì các anh chị hãy cố gắng học. Nếu các anh chị muốn mở tiệm photo và muốn phát triển với ngành nghề photo và in ấn thì các anh chị phải học phần mềm Corel ha. Cũng có thể là phần mềm Photoshop các anh chị chỉ thiết kế thôi, chứ còn nếu phần mềm Corel thì nó sẽ cho chúng phép chúng ta trộn thư và in giấy khen như nãy mình đã review tất cả các anh chị rồi, thì nó rất là tiện. Nó rất là tiện, nó thuận lợi lắm. Nên giờ đó là các anh chị hãy cố gắng phải hết sức cố gắng học Corel để chúng ta làm được những cái việc này. Tại vì khi bữa nay giấy khen thì người ta không còn ghi tay nữa, mà chúng ta sẽ ghi tên học sinh rồi vô luôn, vậy đó chúng ta sẽ đánh luôn. Do đó là khi giấy khen, kinh nghiệm in giấy khen là các anh chị, thứ nhất là các anh chị khi mà nhận giấy khen thì các anh chị phải kêu khách hàng của mình
là gửi danh sách, file danh sách qua mail cho mình. Nói chung hồi đó lúc trước thì mình còn nhận cái danh sách in ra rồi mình còn đánh lại, nhưng bây giờ không, mình chỉ nhận ở cái mức độ là khi mà cô khách hàng đem cái danh gửi file danh sách qua thì mình mới nhận, chứ còn mình không có thời gian mà ngồi mà mình đánh. Thứ nhất là nó dễ bị mất cái nó dễ bị sai tên, thứ hai nữa là nó dễ bị sai sót trong cái vấn đề mà mình làm giấy khen. Do đó là mình luôn luôn là phải khi mình nhận nhận in giấy khen thì các bạn và các anh chị nên là cho khách hàng, kêu khách hàng đưa cái file danh sách cho mình. Thì đó là một số cái mình muốn chia sẻ ở video này cho tất cả các bạn và các anh chị. Nếu các bạn và các anh chị cảm thấy video có hữu ích thì các anh chị hãy share để mọi người theo dõi. Và bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau nhé.